Hải Yến xin mến chào quý khán giả của chương trình du lịch cuối tuần, cẩm nang du lịch bổ ích dành cho tất cả những ai đang có ý định ghé đến phố núi Đà Lạt. Như thường lệ mở đầu chương trình kỳ này, mời quý khán giả điểm qua một số thông tin du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nằm trong chương trình chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, vừa qua, tại quảng trường Lâm Viên, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã khai mạc triển lãm Thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội. Triển lãm đã giới thiệu khá toàn diện về những thành tựu kinh tế xã hội của thành phố Đà Lạt trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển. Trong mỗi giai đoạn, thành phố đã ghi dấu rõ nét về một phố trung tâm văn hóa chính trị của tỉnh Lâm Đồng bằng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và lãnh đạo thành phố. Với 28 cụm gian hàng triển lãm bao gồm tranh, ảnh, tư liệu lịch sử, các sản phẩm nông sản đặc trưng của thành phố Đà Lạt đã tạo nên một không gian thú vị cho người xem thưởng lãm, chiêm nghiệm về con người, cảnh sắc văn hóa, xã hội của thành phố trong từng khoảnh khắc không gian, thời gian. Có thể nói, hoạt động triển lãm các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Đà Lạt này được tổ chức khá bài bản và tạo cảm giác lôi cuốn người xem, trở thành một điểm tham quan, giải trí trong những ngày chào đón năm mới. Vừa qua, ngành du lịch Lâm Đồng tổ chức gắn cổng chào 3 tuyến du lịch canh nông là tuyến du lịch canh nông khu phố Hồ Xuân Hương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tuyến du lịch canh nông Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt và tuyến du lịch canh nông xã Đà Sa, huyện Lạc Dương. Cổng chào được đầu tư từ nguồn kinh phí quảng bá của chương trình Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Đây là lần đầu tiên có hoạt động gắn cổng chào tại một tuyến du lịch. Du lịch canh nông đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung và là một trong những nhân tố góp phần kích cầu cho ngành du lịch địa phương phát triển. Đà Lạt đã đặt ra tiêu chí thu hút 5,9 triệu lượt khách du lịch trong năm 2019 tới. Trong đó, phấn đấu khách quốc tế đạt 14%. Năm 2018, tính đến giữa tháng 11, thành phố du lịch này đã thu hút được 5,5 triệu lượt khách, đăng ký lưu trú 4,2 triệu lượt khách, đạt 97,6% kế hoạch năm và tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế chiếm 12,9%. Dự kiến đến hết năm 2018, tổng lượng khách đến Đà Lạt là trên 5,7 triệu lượt. Để thu hút khách du lịch đến thành phố, các ngành chức năng đã vận động các cơ sở kinh doanh du lịch, mở rộng các loại hình du lịch như tham quan du lịch vườn, du lịch sản xuất nông nghiệp. Ngành chức năng cũng hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện văn minh trong kinh doanh, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các sai phạm. Đến nay, Đà Lạt đã có 84 cơ sở kinh doanh du lịch đăng ký nhãn hiệu xanh, 17 cơ sở đăng ký điểm mua sắm chất lượng cao, 28 cơ sở đăng ký bình chọn và giới thiệu điểm du lịch canh nông. Tại thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đà Lạt Eden Sea Resort đã tổ chức chương trình lễ hội tuyết rơi, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia. Dưới tiết trời lạnh giá của những ngày cuối năm, hòa trong ánh đèn lung linh nơi diễn ra lễ hội tuyết rơi, người dân, du khách và trẻ em được hòa mình vào một không gian đầy màu sắc rực rỡ và âm nhạc mừng Giáng sinh sôi động. Cùng với không gian được chuẩn bị công phu là những làn tuyết trắng nhân tạo được phun khắp nơi, tạo cho người tham gia lễ hội một cảm giác mùa Giáng sinh vui tươi, ấm áp đã đến thật sự. Bên cạnh đó, chương trình lễ hội còn chuẩn bị sẵn những không gian ẩm thực để phục vụ người tham gia, với những món nướng đa dạng và hấp dẫn. Tuy là năm đầu tiên tổ chức, nhưng lễ hội tuyết rơi 2018 đã thu hút được hơn 300 lượt khách đến tham gia. Lễ hội đã mang lại những giây phút thật rộn rã, chào đón thời khắc giao mùa, chuẩn bị bước sang một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cho du khách và người dân địa phương. Cỏ hồng ở vùng Tây Nguyên đang vào độ đẹp. Khi nắng lạnh tràn về, báo hiệu đông sang, cỏ hồng cũng se sắc chuyển màu theo ánh mặt trời. Lạnh mà ngủ ngoài trời có vẻ là điều không tưởng cho bất cứ ai. Nhưng nếu làm được điều không tưởng, bạn sẽ có cơ hội mà những người luôn ở phố không có được. Và nhất là vào thời điểm này, mùa cỏ hồng.
bỏ lại những ngôi nhà cao tầng, đi qua những vườn rau, những làng bản, những đồng ruộng, rừng thông, rẫy cà phê, rồi con đường xuyên rừng đưa bạn đến một nơi mênh mông và vắng lặng. Đống lửa được đốt lên, những chiếc lều nhanh chóng được dựng, những người bạn ngồi quây quần sưởi ấm và trò chuyện để cái lạnh của đêm đông bớt phần giá rét. Tảng sáng, khi hừng đông chớm le lói, vài người đã chống máy ảnh tìm những góc đẹp, chờ đón cảnh bình minh. Trời sáng thêm chút nữa, ai nấy bỗng ngỡ ngàng phát hiện ra mình đang ở giữa một nơi bát ngát cỏ hồng. Nhưng điều thú vị nhất lại đang nằm dưới chân du khách, đó là lớp sương đêm phủ dày lên đám cỏ, đang trổ bông li ti tạo thành một thảm tuyết mượt mà trải rộng. Khi mặt trời ló dạng, thảm cỏ tuyết chuyển màu dần, hồng lên và mỗi lúc một rực hơn. Vẻ đẹp bất chợt của thiên nhiên khiến không còn chủ nhân nào của chiếc lều có thể làm ngơ. Người nào người nấy hào hứng với không gian buổi sớm mai. Một chút se lạnh, một vài tia nắng, một thung lũng đang chuyển màu, một vòm trời trong xanh và một bầu không khí tràn đầy thân thương. Khi mà mới đến thì thực sự thì mình chưa cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của cái cỏ hồng này đâu. Nhưng mà sau khi mà bình minh nó ló dạng thì thực sự thì khá là ngạc nhiên. Một đêm ngủ trong túp lều dựng vội, giữa trùng điệp những cánh rừng thông, sáng ra bạn thả căng lồng ngực, đón bầu không khí trong lành và phong cảnh bình yên giữa bao la, cao nguyên. Bạn sẽ nhận ra rằng thật chẳng bỏ công khám phá và trải nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, Đờ Răng vốn là địa phương nổi tiếng với rất nhiều loại cây ăn trái như hồng Đờ Răng, dứa hay quýt. Thế nhưng hôm nay, thanh niên trẻ Nguyễn Đình Hân đã mang cây cam vinh về trồng. Điều đặc biệt, loại quả này lại cho năng suất vượt trội, mở ra hướng phát triển loại cây trồng ăn trái khác tại thị trấn Đờ Răng. Một hương vị ẩm thực kỳ này, hãy cùng với phóng viên của Du lịch cuối tuần trải nghiệm những điều thú vị tại trang trại cam vinh này nhé. Đây là vườn cam vinh của chàng thanh niên trẻ Nguyễn Đình Hưng, thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Trên diện tích 3 sào, anh trồng gần 300 gốc cam. Sau 3 năm, anh Hưng đã nhân đôi diện tích với gần 600 gốc cam. Là giống cây mới mang về trồng ở vùng đất này, tuy nhiên, được khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, những cây cam ở khu vườn tuy chỉ mới 3 năm tuổi nhưng đều cho quả sai, đẹp, chất lượng tốt. Đờ Răng vốn nổi tiếng là thị trấn xinh đẹp nên được du khách tìm tới khá nhiều. Nay trang trại cam vinh lại trở thành địa chỉ tham quan hấp dẫn mọi người. Nằm ở sát chân núi, ngay cả con đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn đến trang trại cũng đủ làm du khách thích thú. Chẳng cần cầu kỳ quy mô, chính những sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương lại trở nên đặc biệt hơn cả. Vườn cam của gia đình anh Nguyễn Đình Hưng cho trái quanh năm, mỗi cây có thể mang một lúc rất nhiều lứa trái. Ấy là điều hiếm có, bởi cam vinh vốn chỉ cho thu hoạch 2-3 tháng trong một năm.
Dạ vâng, thưa anh là sau một cái thời gian trồng cái cây cam vinh này trên cái đất Đờ Răng thì anh thấy cái hiệu quả và cái năng suất mà cái giống cam này nó mang lại như thế nào ạ? Nói chung là cái yếu tố của đất Đờ Răng này nó được cái đất mình không nói, nhưng cái khí hậu nó tốt. Bây giờ ví dụ cây cam vinh này mình trồng ngoài Bắc ạ thì nó chỉ ra một mùa thôi, nhưng trong này thì nó quanh năm, nói chung là tứ mùa, nó quanh năm. Và cái chất lượng của nó thì cái quả ví dụ như ngoài Bắc những cái quả mà nó to mang tính chất nó như này nó sẽ khô đầu và cái múi của nó không mặn nước, nhưng mà riêng ở trong này thì lại cực kỳ mặn nước và nói chung là đạt chất lượng. Hiện tại, tuy cam Vinh Đờ Răng cho năng suất cao nhưng sản lượng vẫn không đủ cung ứng cho thị trường. Tuy nhiên, tại vườn cam luôn đón những đoàn khách đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Khi nông nghiệp trở thành thế mạnh của địa phương, việc phát triển du lịch từ nông nghiệp là điều hiển nhiên. Không hẹn mà gặp, chàng thanh niên trẻ bén duyên với du lịch nông nghiệp khi vườn cam Vinh của gia đình trở thành địa chỉ tham quan của du khách. Thì trước đây mình đã có sử dụng qua cái loại cam này do một người bạn giới thiệu cho mình. Lúc đầu thì mình phân vân lắm, mình không biết là nguồn gốc của nó ở đâu, mình cứ sợ là hàng Trung Quốc á, tại vì như các bạn đã biết thì thị trường của mình bị hàng Trung Quốc nó xâm nhập nhiều. Hôm nay có dịp mình đi tham quan trực tiếp thì mình mới thấy là cái vườn cam này rất là thoáng đãng, có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với lại chủ vườn, có cơ hội được ăn trực tiếp. Nói chung là khi được tham quan vườn cam này cảm giác rất là thích thú, rất là an toàn, an tâm với lại cái loại cam mình đang sử dụng. Rời trung tâm thành phố, làm quen với những người nông dân rất thân thiện ở Đờ Răng, cảm nhận về cuộc sống và con người nơi đây bằng tấm chân tình, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này thêm nhiều ý nghĩa. Những điểm đến du lịch vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần kỳ này. Hy vọng quý khán giả đã có được thật nhiều những gợi ý cho hành trình đến phố núi Ngàn Hoa. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.